Sáng ngày 20 tháng 1, lực lượng chức năng huyện Nhà Bè vẫn phối hợp cùng các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, phân luồng tổ chức giao thông qua hiện trường vụ sập cầu Long Kiển trên đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 19 tháng 1. Nguyên nhân là do tài xế Nguyễn Thanh Lâm ở Đồng Nai điều khiển xe tải chở đá xây dựng vượt quá tải trọng cho phép khi lưu thông qua cầu. Tải trọng cho phép của cầu là 3,5 tấn, trong khi đó trọng lượng cả xe tải lẫn đá trong thùng xe lên tới 15 tấn nên cây cầu này bị sập nhịp thông thuyền. Sau khi xe tải rơi, tài xế đã nhanh chóng thoát ra ngoài được và chỉ bị xây xát nhẹ. Hiện tài xế Nguyễn Thanh Lâm đang bị công an huyện Nhà Bè tạm giữ và làm rõ những vi phạm. Trong lúc cầu sập, một người điều khiển xe máy cũng thoát được và may mắn không bị thương tích. Mấy chiếc xe nhỏ, người ta lên không được, người ta quay lại, người ta chạy xuống. Chạy xuống rồi có một hình như có một chiếc xe nữa, người ta không có kịp quay lại thì chiếc xe nhỏ nó ngã xuống mà nó không gớt cái cầu, người ta chạy. Rạng sáng ngày 20 tháng 1, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt ở hiện trường vụ sập cầu và chỉ đạo các đơn vị lên phương án khắc phục sự cố cũng như khôi phục lại cầu Long Kiển. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn cũng như là các anh thợ lặn vừa rồi cũng đã kiểm tra và rà soát hết ở dưới. Thì đến giờ này thì theo thông tin mà phản hồi lại cho chúng tôi thì không có cái thiệt hại về người. Cầu Long Kiển là một trong 4 cái cầu yếu ở trên đường Lê Văn Lương, cầu thép, và thành phố cũng đang đã có cái kế hoạch để đầu tư xây dựng. Hiện nay thì cái cầu này ấy là tải trọng là có 3,5 tấn thôi. Đấy, và theo cái tiến độ thì dự án thì Sở Thông Vận tải chúng tôi đã duyệt dự án rồi, đã duyệt thiết kế kỹ thuật rồi, đang cùng với Nhà Bè để chuẩn bị đấu thầu và giải phóng bằng. Nếu mà theo tiến độ thì cái cầu mới này đến cuối năm 2019 thì sẽ đưa vào sử dụng. Tuy nhiên là trong quá trình mà xây dựng cầu mới thì cái cầu cũ hiện nay vẫn phải đảm bảo giao thông, vẫn phải dùng để đảm bảo đi lại. Sau sự cố sập cầu Long Kiển, lực lượng chức năng sẽ phân luồng giao thông theo lộ trình qua đường Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Bình,